Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu online rất là hay của mỹ nữ Lương Nhân Đình. Trận đầu tiên thì Lương Nhân Đình gặp số 2 thế giới Trịnh Di Đồng. Trận này thì Trịnh Di Đồng cầm đỏ đi tiên, còn Lương Nhân Đình thì cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thì số 2 thế giới Trịnh Duy Đồng cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo. Mỹ nữ Liên Nghi Đình cầm đỏ đi tiên gặp Liễu Đăng Khoa cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
trên đây thì Liễu Đại Hoa buông cờ nhận thua. Và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.